Hello, chào cô chú quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một cái video về cái trạm bơm của kênh 500 nha cả nhà. Thì đây là cái trạm bơm bơm để chống lũ cho cây khóm cả nhà. Thì đây là dùng trong đê bao, thì mùa lũ năm nào thì cũng bơm bơm những cái trạm bơm như vậy nè cả nhà. Đó, thì xin quay lại một đoạn video cho cả nhà cùng xem nha. Cái này là bơm bốn máy luôn nha cả nhà, bơm suốt luôn đó, mưa lớn là bơm suốt luôn. Hiện tại giờ đang mưa bơm để cây khóm nó không có ngập đó cả nhà. Đây, bơm bốn máy à, chạy rất mạnh nha cả nhà. Này hiện tại mưa cũng ít á, thì người ta bơm chỉ ba máy thôi đó, chúng tôi là 40 ngựa. Ngay khu mình ở thì nó có hai trạm nha cả nhà, thì mỗi khu là có hai trạm bơm hết đó, công suất là bơm suốt luôn, suốt mùa lũ luôn nha cả nhà. Ví dụ mưa nhiều thì người ta sẽ bơm nhiều, còn mưa ít thì người ta bơm sẽ hai máy thôi, nhưng mà hai trạm nước chảy ghê luôn cả nhà. Ở đây người ta làm cái đường như vậy nè, chạy lên cho nó không có mòn đất nè cả nhà. Thì cái vùng quê của mình thì trồng khóm, khóm đa số là khóm, có nhiều loại trái cây trái khác nữa, nhưng mà chủ yếu là khóm. Khóm thì nó, nếu mà ngập nước quá thì cũng không được, nên người ta lấy đóng đê bao. Mỗi con đê như vậy là cả nhà, thì khoảng 500. Thì thường đây là gọi là kênh 500, là khu 500, thì mỗi ô là 500 thước. Đó. Thì mỗi ngôi sẽ gắn hai cái trạm bơm như vậy đó, để bơm phục vụ cho cây cây trồng và mùa lũ. Thì đây người ta thiết kế một cái rãnh bơm như vậy nè cả nhà, đừng cho đất nó không có bị mòn mòn với soi lỗ á, không muốn không có được rãnh đi bơm ra vậy nè. Hiện tại mình đang đứng trên một cái bờ đê nha cả nhà. Đó, đây mình bơm bơm ra xong. Nước chảy rất dữ nha cả nhà. Thì cái chòi ngay chỗ đó, thì bên đây thì người ta để đặt ba máy. Bên đây thì người ta để là một máy, là tổng cộng là bốn máy nha cả nhà. Mỗi motor công suất là 40 ngựa, bơm suốt luôn, bơm ngày đêm luôn. Thì nếu mà lúc khoảng tuần trước á, cả nhà mua lớn quá ngập luôn á, ngập đế đế nhà mình luôn á. Hiện tại thì bơm mua cũng ít á, anh bơm nó giật xuống cái là nhiều rồi. Còn mà đó bên khu bên đây, ở đây cái nhà gạch đó là một cái trạm xuống ổ điện á, xuống điện để dẫn motor chạy lên cái nhà. Còn từ khu bên đây đây về chỗ kia thì có hai trạm nữa, nhưng mà nó là khác khu rồi đó. Thì đây cây khóm không à, chủ yếu là cây khóm. Thì mùa lũ năm nào người ta cũng bơm vậy nha cả nhà. Đây là trạm bơm trên cống và rãnh, rồi mình mời cả nhà cùng xem nha. Đây quang cảnh xung quanh nè cả nhà. Đó, thì chậm lạnh làm thiết kế một cái rãnh bơm như này nha.
Nước chảy dữ lắm á nhà. Ở đây thì có một người ta sẽ canh giữ trạm đây nè, bữa nay mình không thấy, phải là cả nhà kế bên người ta canh giữ trạm đó cả nhà. Có nó trôi dữ dằn luôn cả nhà. Đường bơm 4 máy nhưng mà nay chắc ta bơm 3 máy, còn 1 máy ta để dự trữ á. Còn cái cầu trên đây thì để mình đi qua lại cả nhà, thì đây là cái đường lộ cũng là một cái đầu mà đê á, để mình đi tới lui á, thì ta cũng có thiết cái một cái cầu để đi như vậy. Cơ chạy suốt luôn. Còn đây là che lại cho đừng có mưa ướt cái mấy cái motor cả nhà. Chung là nước rút rất là nhiều cả nhà. Thì quê mình trồng cây khóm gì không nè. Còn đây là cái trụ xuống điện đó cả nhà. Xuống điện để phục vụ cho mấy cái máy chạy bơm bển á. Quê mình là trồng những cây khóm như vậy nè cả nhà đó. Thì mùa mưa thì người ta sẽ bơm cho nước nó giật xuống. Đó, nó không có ngập cây khóm này để cho cây nó tốt nha cả nhà. Cái cây khóm mà ngập lâu quá là nó chết luôn á. Đó. Bạn bơm nó giật xuống đây nha. Đó, nói chung là cây khóm mà trồng nó phải đó bờ vậy đó, chứ mà nó ngập lên là cây khóm nó không có tốt nha cả nhà. Đây là cái đường mương để mình đi thu hoạch khóm á nha. Xin kết thúc cái video đây tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nếu thấy video hay hãy đăng ký kênh và chuông miễn phí để ủng hộ cho kênh mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào.